Hello cả nhà. Hi. Hi. Giỏi quá Hi. Cả nhà khỏe không? Thấy hôm nay. Dạ. Thấy hôm nay Kelly bằng áo đủ màu không? Thì cho cả nhà biết là biết mấy lâu nay á suy nghĩ đắn đo, nhức đầu, nghĩ nát óc luôn. Ngồi ở nhà muốn mua cái điện thoại mới Apple 11 Pro Max á. Đắn đo suy nghĩ nát óc là giữa màu xanh với màu vàng, không biết mua màu nào. Màu vàng thì mình xài rồi, còn màu xanh á là màu mới thì mình muốn thay đổi. Nhưng mà người ta cứ nói là màu xanh là nó xấu lắm, không có nên mua. Nhỏ em họ của mình Hà Linh nè, nó cũng nói vậy, mà chồng mình cũng nói vậy. Thì ngồi ở nhà suy nghĩ nát óc nhức đầu quá, thôi giờ quyết định đi ra tiệm coi, đi coi rồi mình thấy tận mắt đó rồi mình quyết định mình mua màu nào. Thì cả nhà hãy cùng nhau đi chung với gia đình của mình nha. Không biết vô tiệm người ta cho quay không, mình cũng sẽ gắng quay. Nhưng mà những cái anh chị YouTuber khác cũng có quay tiệm Apple rồi. Thì cái này là mình coi như là một cái kỷ niệm đi shopping chung với gia đình của mình đi. À, cả nhà đi theo chân mình nha. Bye bye đi con. Bye bye. Giỏi quá. Ok cả nhà ơi, bây giờ mình tới mall rồi. Mấy nay trời xe xe lạnh lạnh sướng ghê luôn á. Mình không thích trời nóng, mình thích trời lạnh à. Nhiều người thì người ta khoái trời nóng để người ta được bận quần cột, áo tay ngắn rồi đó, cho nó sexy. Còn mình thì mình không thích. Bíp bíp. Bíp bíp, con bíp bíp. Bữa nay mall cũng đông lắm á, nghe người ta đậu quá trời luôn. Mà thứ mấy ta? Thứ... nó thứ mấy? Thứ ba hả? Anh? Thứ ba hả? Thứ sếp? Yeah, I don't know if she's the Apple store. Đi đại hả? Ờ, đi đại. It's got the notion. Hồi đó như mình chưa có đi tìm Apple ở mall này cho nên không biết nó nằm ở đâu, giờ phải đi kiếm. Ngồi ngón em coi. No. No. Thích đi bộ. That's good. Đi bộ cho giảm căng thôi. Xe. Daddy xe, mấy cái daddy xe. Daddy xe. Ừ, daddy xe. Daddy xe. Giờ mình sẽ đi xuyên qua tiệm Nordstrom. Mình nó là chuyên gia shopping ở Nordstrom không à cả nhà. Không có thích shopping nữa đâu hết. Nordstrom là cuộc của mình hồi đó giờ. Biết bao nhiêu tiền của đổ vào đây. Lexi, bấm cái nút con. Press the button. Yeah. Bấm the button. Right there, the blue one. Okay. Go, go, go. Bấm nút nè con. Press the blue one con. Blue? Yeah, blue, press it. Yeah, blue. Hit it. Để vô. Yeah, yeah, good giỏi job. Quá. Good job. Wow, Lexi giỏi okay, quá. Okay, let's go. Bây giờ sắp holiday á cả nhà. Mùa Noel Giáng sinh đó. Cho nên mall nó decorate, nó trưng bày rất là đẹp luôn á. Cái mall lúc này trưng bày rất đẹp. Đi cái mall này nhớ Tường Vi quá, diễn viên Tường Vi á cả nhà. Hồi lúc trước á diễn viên Tường Vi qua Mỹ nè, mình chở em ấy tới đây nè. Shopping ở đây nhớ. Anh nhớ Tường Vi chụp hình đây không? Yes. Oh, no, đi mall này á, nhớ chụp hình hai chị em đứng ngay chỗ này nè cả nhà. Đứng trước cửa này nè. Nó đứng ngay đó cái chụp hình. Để mình tìm một tấm hình đó mình đăng lên. Yes. Oh, here it is, man. Mới khen Lexi á, so cute anh. Cả nhà xe này là người ta để ngay chân cửa mall nè. Mình viết tên, địa chỉ rồi vô á. Nếu mà trúng thưởng thì sẽ được trúng với xe.
này gọi là outdoor, có nghĩa là món ngoài trời cả nhà. Này khá lớn cả nhà cho nên đi phải đi tìm, không biết nó nằm ở nơi nào nữa. Lãng người ta làm cái mo đẹp quá cả nhà. Cuối cùng là cũng tới rồi cả nhà ơi. Just look around, xoay làm gì? Mình coi mình về. Coi mình chọn màu nào. Mua cái bóp màu màu cam. Ê, gớt. Anh gớt cái bóp. Đông dễ sợ luôn. Tiệm này lúc nào cũng đông hết á. White. Em có màu trắng thôi. White. Màu gray. Xanh. Ờ, gray không có đẹp được, cái trời màu gray. Bông nó lên kìa, nó lùng quá kìa. Chờ con. Pro Max màu gold nè. Chờ con. Nặng quá. Cái màu gold này đẹp nè cả nhà. No. You don't want this one? The smaller one? Smaller? I don't know. Can you handle a big phone again? Yeah, coi coi. Here, hold it. Okay. They both gold. Both have three cameras. Cho em quay trước đi, then okay. I can look later. Màu xanh đâu, màu xanh lá cây đâu. You're gonna get tired of it, I think. No? Yeah. Let's see, this one? Yeah. Yeah? What color, Gong? This one or that one? Yeah. What color? No, which one? Let's see. You want gold or green? Gold or green? Yeah. Which one? Let's see. Which one's prettier? Which one? Which one? Which one? See, which one? You like gold? Yeah. Okay. Con mình chọn màu gold cả nhà, chọn màu vàng. Để quay đi nè con, quay đi nè. So what, you like green or gold? I think gold looks better. Yeah, gold look better. Gold. So gold over gray and white? Yeah. Okay. She want this. Let her have it.
You want that one? Here, we play with them too. It's a regular 11. Purple. Purple? Yeah, it comes in more color. I like, but it's not Pro Max though. Yeah, it's not quite a Pro Max. Nó chỉ là bình thường, đúng không? 11 bình thường. It's the new iPhone 11 Mac Pro Max in gold. Gold looks like the best color so far. Yeah. Với lại con mình cũng chọn màu gold. Yeah. Hi, Lexi. Yeah. You like go? Yeah. Hello. Lexi, huh? Hi. Say hi, Daddy. Hi. Mình cũng muốn mua cái laptop này nè cả nhà, rose gold nè. Đẹp không cả nhà? Well, I don't know if she got gold, but I'm pretty sure she did. This one? Cháu mình mới mua cái này nè, mà không biết phải màu này không? Này đẹp mà cả nhà. Sao giờ làm gì? Hả? Giờ làm gì? Mua. Here? Yeah. Okay, get this one, huh? Yeah. And the gold one? Yeah. Mua hai cái hả? Dạo quá bây. Yeah. Dạo quá vậy. Are you talking or am I talking? Em nói chuyện. Okay. Then why again? We're at the Coach store trying on Coach crossbodies. Tại hồi đó giờ mình thích mấy cái này nhưng mà người ta bán nó bự quá, nó thô quá. Cái này nè, cả nhà thấy nó gọn không? Nó gọn, rất là đẹp, thấy không? Gọn, nó rất là đẹp. Còn mấy cái kia nó rất là bự đúng không anh? Ờ, cái này để cái phone với cái tiền and chapstick. Nó có thêm cái này nữa nè, nó tới 2 ngăn lận cả nhà. Hồi đó giờ mình thích nhưng mà không có nào vừa ý đó. Bây giờ mấy nay thấy cái này nó nhỏ đẹp nè. Nhưng mà mình đang lựa, mình đang đợi cái màu kia. Để anh chúc cho cả nhà coi nha. Chúc cho cả nhà coi màu kia nha. Ok, bye bye. Bây giờ mình đi kiếm giày nít mua cho lát xịn đòi. You wanna eat the bun, bro? Oh, you're full, huh? Yeah. Anh đi cũng được, có gì em to go, tối em ăn. Hả? Anh đi ăn đi rồi em to go, rồi tối em ăn. Nãy đang nói đâu quên rồi, giờ giày của nó cũng chặt hết rồi, giờ mua cho nó đôi mới. Hồi bữa cũng có mua nhưng mà chưa gửi về, giờ coi ở đây có đôi nào đẹp nữa, mình mua cho nó thêm đôi nữa. Yes. You tired? Wanna sit with mommy? Ngồi trên mommy không? Ngồi mommy kìa. Ngồi không? Ngồi mommy nè. No? Okay. You keep walking then. Hay là đi về đi, nó mệt rồi coi. Yeah, đi về đi, nó mệt. Thế được con nít đi bọn họ là mệt à. Vậy thôi giờ đổi plan về cả nhà con.